Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, giọt mồ hôi rơi nhẹ trên trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Xuân Mỹ Vlog xin kính chào quý khán giả xa gần. Trở lại đây, Xuân Mỹ Vlog xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Quý khán giả nhìn trên màn hình là bóng dáng của cậu Út Gò Công. Xuân Mỹ vừa đọc qua hai đoạn, đọc lại hai đoạn mà cậu Út Gò Công hát, đó là bài Người Thầy. Hôm nay thì trường trên trang fanpage của trường đại học Hoa Sen đã phát lại full video clip mà em Cường hát phục vụ văn nghệ cho trường đại học Hoa Sen. Buổi này được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2021 nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, và em Cường đã đến hát tiết mục bà Người Thầy. Trước đó thì trong video của trường đại học Hoa Sen phát toàn chương trình thì có phát lướt qua bóng dáng là cậu Út Gò Công hát, nhưng mà hôm nay thì trường mới phát đầy đủ full bài hát này và nghe rất là ngọt ngào. Mọi người thấy thầy lên tặng hoa cho em Cường và rất là đặc biệt trong cái bài hát này á, là gần cuối bài hát thì MC chương trình lên phỏng vấn là em Cường có sau khi bài hát thì em Cường có ý kiến gì không, thì Xuân Mỹ sẽ mở cho mọi người nghe phát biểu của em Cường và sau đó Xuân Mỹ sẽ bình luận ha mọi người nghe ha, vì là giọng của em Cường rất nhỏ cho nên là mọi người cố gắng nghe nhé. Xuân Mỹ phát lại lần nữa cho mọi người nghe nha. Mọi người chờ Xuân Mỹ sẽ phát lại cái đoạn này cho mọi người nghe lần nữa cho kỹ ha. Mọi người cũng đã biết Cường rất lâu rồi, không biết là Cường có một số lời chia sẻ dành cho ngày Nhà giáo Việt Nam. Lần đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến tất cả quý thầy cô và tất cả các anh chị đã có mặt tại trường Hoa Sen hôm nay. Xuân Mỹ tự hỏi tại sao mà trường đại học Hoa Sen không phát cái video clip này sớm hơn mọi người, để 2 tháng qua làm cậu Út Gò Công hứng chịu bao nhiêu là giông bão. Mọi người thấy không, ngay cái kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cậu Út Gò Công đã nói lời cảm ơn đến ca sĩ quá cố, và em ấy nói là em không bao giờ quên ơn cái người thầy
người thầy đó là mẹ mẹ Phi Nhung đó, mọi người thấy à, đâu rồi anti fan của em Cường đâu rồi, à, thủy tờ hồng khờ à, lờ tờ gì đó mỗi ngày á, là rủa xả em ấy vô ơn đó, bây giờ em ấy chính miệng của em ấy nói và phát biểu tại trường Đại học Hoa Sen với trước là hàng trăm giáo viên ở đó, sinh viên ở đó dự cái buổi lễ 20 tháng 11 được diễn ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, và cho tới giờ Xuân Mỹ cũng cảm giác là hơi tiếc là Đại học Hoa Sen phát cái video clip này trễ, là làm cho tới nay thì nó đã gần 2 tháng rồi mọi người. Và trong trong khi mà biết là em Cường lên biểu diễn thì bọn chúng lại tiếp tục chửi rủa em ấy rất là nhiều điều, nhưng mà mọi người thấy là hôm nay là trường, nhưng mà muộn còn hơn không. Thì Xuân Mỹ cũng xin cảm ơn, cũng Xuân Mỹ cũng là một FC, một fan của cầu Út Gò Công, và Xuân Mỹ xin cảm ơn trường đã phát lại cái full cái video clip này để cho mọi người được lắng nghe trực tiếp giọng nói của cậu Út Gò Công, trực tiếp lời cảm ơn. Đây là một cái lời cảm ơn giá trị vô cùng, nó thay bao nhiêu lời muốn nói, và nó là một cái tát tai tát vào mặt của những cái anti fan, cũng như cái bọn nào mà xưng danh xưng và mang danh xưng danh nghĩa là fan của chị FN, danh nghĩa là người thương người yêu gì chị hai đó, bây giờ là cho thấy là em ấy không bao giờ quên ơn nha mọi người. Trong rất nhiều lần là Xuân Mỹ đã nói là em Cường không bao giờ quên ơn cái người dẫn đỡ đầu dẫn dắt mình trong cái âm nhạc những cái ngày đầu trên sân khấu, và ngay từ ngày 18 tháng 11 là em ấy đã nói lời như vậy, là trong tim em ấy lúc nào cũng có hình dáng của cái người cố ca sĩ, nhưng mà người ta cố tình gán ghép cho em ấy là một cái đứa vô ơn. Thì hôm nay câu trả lời của em ấy Xuân Mỹ không nói nhiều để cho mọi người lắng nghe và tự suy gẫm ha, bởi vì có nói nhiều gì thì cũng vậy thôi, bởi vì sự thật nó vẫn là sự thật. Sự thật là em ấy là một cái đứa là đáng thương và một cái đứa ngoan ngoãn, rất là biết ơn cái người đỡ đầu của mình trong 6 năm qua. Xuân Mỹ xin gửi đến quý khán giả đôi điều như vậy, và xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt.